mọi người, hôm nay em giao lưu với mọi người lên Linh Sam xin Song Hinh. Song Hinh. Ngày Linh Sam Song Hinh nghe anh em. Là cây là người ta nuôi trong cái sọt mũ này rất là lâu luôn. Do đó bộ đế nó nơm, anh em về vô ghép đá gì chơi cũng được ha. Ờ, rất là quái ha. Nè, dở lên. Dở cây lên. Đó, có nghĩa là nó ăn ra tới mùa này luôn nghe anh em. Rễ rất là mạnh luôn ha. Đó. Anh em coi nè. Ở đây là có cái sọt mũ hôm nay nha. Đó, em quấn sơ lại cho anh em thôi nè. Nguyên một củ đế luôn. Rồi, hoành luôn. Nè, cây với da của nó nè nha mọi người. Da nó là nứt nẻ vậy nghe anh em. Đó. Chứ không có gì hết trơn ha. Nó già dữ lắm, nó già rồi. Già dữ lắm, già ha anh em. Củ này rất là to nha. Cây to lắm. Ờ cái đó em đâu hoành nguyên ở dưới cái thân này là 26 nha mọi người. 26 hoành nha anh em. Hoành củ dưới đây ha. Hoành đặt kẹo luôn đó. Chiều cao. Cao em đâu tới đây thôi ha. Nè. Tới dưới cái rễ đó là 31. Tàn nó là 34. Cái da của nó nứt nứt bong bong rồi nó có thể nó chóc ra ha. Rồi mã số này là mã số H1, em giao lưu với mọi người 700.000 em bao ship. Rồi H1 700.000 nghe nè, bao ship luôn. Rồi H2 thì nó rất là dễ sống đó mọi người. Ồ, anh em có đế nè. Quá trời đế luôn. Đế đại đó đi anh, hồi đem vô trong. Cái da của nó là nó nứt. Da nó nứt nẻ vậy đó anh em. Cái này thì nó chóc cái da nhẹ ở đây rồi. Đó. Rồi nguyên cái củ dưới đây là 27. 27 hoành luôn á anh em ơi. Chiều cao đây là 42. Cao 42. Tàn của nó là 34. Tàn 34. Mã số H2 em giao lưu với mọi người 600.000 em bao ship. Rồi H2 600.000 bao ship luôn. Rồi tiếp H3. Theo là H3. Cây đế nơm rất là dữ luôn nè. Linh Sam này nó dễ sống cho mọi người. Nè, đế nơm xổm luôn. Rất là quái luôn. Hoành nó 24. 24 hoành. Chiều cao của nó là 31. Chiều cao 31. Rồi mã số H3 em giao lưu với mọi người 600.000 em bao ship. Rồi H3 600.000 bao ship. Đây nè. H4 rồi đúng rồi. Ồ, quá trời cũ luôn anh em ơi. Tiếp theo là H4. Ờ, con rễ nó to to luôn ha. Ồ, nè anh em ơi ha. Đó. Quá trời cây củ đế. Đầy luôn. Củ đế này dày luôn. Cái này là nó nuôi chậu từ nhỏ luôn ha. Chậu nè, chậu. Rồi, hoành luôn. Hoành nó là 18. 18 hoành. Chiều cao là 23. Đây là Linh Sam Song Hinh nha mọi người. Linh Sam Song Hinh ha. H4 em giao lưu với mọi người 500.000 em bao ship. Rồi H4 500.000 ha. Ồ, đây cây cực kỳ đẹp ở đây nè em ơi. Mấy này là lá của nó nè ha. Ồ. Đó, cái lá của nó nè nha mọi người. Mấy không, cái đó lá nó tốt quá. Song Hinh lá nó hơi dài dài nghe nè. Này em đâu nguyên cụm dưới đây luôn ha, em đâu dưới củ đế ha. Hoành 25. 25 hoành. Chiều cao của nó là 33. Cao 33. À, cái da của nó là như vậy nha mọi người, chứ nó không có bị gì hết nha. Còn cái phần ở trên đây thì nó cộ qua, nó hơi chày ra nhẹ ngoài. Đó. Da nó gì á? H5 em giao lưu cho mọi người 600.000 em bao ship. Cây okay, rất là đẹp luôn anh em ơi. H6. Cây này dáng bài ha. Củ đế nè. Trời ơi, một củ luôn. Và ba lử luôn. Rồi 500.000 bao ship luôn. Trời ơi cây này đẹp anh em ơi. H7. Cây dằn dày luôn. À. Đế cũng đẹp đều nè, nơm nè. Đế nơm hết trơn luôn anh em, về ôm đá cũng được nữa. Rất là đẹp, già nứt da me chơi nghe anh em. Linh Sam Song Hinh ha. Anh em đủ loại Linh Sam luôn. Cái da của nó
Dạ nó nứt nẻ vậy đây nghe anh em. Cây quá đẹp. Hoành nó là 24. 24 hoành. Chiều cao nó là 43. Rồi cây H7 em giao lưu với mọi người 700.000 em bao ship. Cây đế đẹp lắm anh em ơi, đế nôm ha, 700.000. Đây, đây một tuyệt phẩm ở đây. H8. Ồ, H8. Ồ, cây này cốt cành thiên nhiên. Có cốt chủ lên nó rất là đẹp nghe anh em. Đó. Da của nó nha, em quay gần da ha mọi người. Da đó. Nó là như vậy ha chứ nó không có. Ừ, nó da nó xù xì. Rất là đẹp. Rồi, tổng hoành luôn. Là tổng em đâu dưới cái cũ ha. Cũ nó luôn. Cũ này khá to. Là 27. Ồ, 27 hoành luôn anh em ơi, khá là to ha. Chiều cao 33. Chiều cao 33. Rồi H8 900.000 cây cực kỳ đẹp luôn anh em ơi. Đây là H10. Đó. 10. H9, H9, H8, H9. Ừ, H9. Ồ, cái này phủ đế nè. Cái con này nó có gai nữa nè. Thì nó có gai, cái này có gai. Ôi, phủ đế quá trời luôn anh em ơi. Rồi, cái này luôn. Trong chậu nên cái củ của nó là quấn quấn ở trong chậu luôn ha. Hoành nó là 20. 20 hoành. Cao là 23. Cao 23. H9 em giao lưu cho mọi người 600.000 em bao ship. Rồi 600.000 thôi anh em ơi, bao ship luôn. Rồi cây H10 cũng là một tuyệt phẩm luôn. Đó, khoan đẹp đây đây. Rồi. Quá trần luôn anh em ơi. Đó, quay gần cái da nè. Nó lớn lên nó già nó nứt lên nè. Nó nứt lên nè, nó mềm mềm á, tại tưới nước nó mềm mềm nè, nó dễ bị sứt ra thôi. Quá trời cây luôn nè, em ơi. Chỗ này nè, quay gần lại chứ nó không thấy bị gì nha. Đây là nó xù lên luôn anh em. Cây rất là to ha. Hoành nguyên cái cũ này là 28. 28 hoành. Đầu tổng ha. Chiều cao nó là 34. Chiều cao 34. Tàn nó là 47. Tàn 47. H10 em giao lưu cho mọi người 900.000 em bao ship. Rồi H10 900.000 luôn. H11 đó, đây nè. Củ rất là đẹp luôn. Cây nào ở nấy củ dữ dữ không à. Cỏ mọc trên đây luôn. Này, H11 nha mọi người. Chung mấy cây này già lắm nghe anh em. Già quá à. Cái miếng này là trong cây lồng là bung da. Rồi, hoành luôn. H11. Hoành nó là 20. Chiều cao là 25. H11 em giao lưu cho mọi người 500.000 em bao ship. Rồi, 500.000 thôi bao ship luôn. Mã số H12. H12. Cây nào phụ đế cũng giữ chơi anh em ơi. Hoành nó 15. Chiều cao nó là 28. H12 em giao lưu với mọi người 500.000 em bao ship. Rồi 500.000 bao ship. H13. Này mình vô chậu cao ha. Này vô chậu cao ló đế ra ló củ ra đẹp lắm anh em ơi. Này là H13 nha mọi người. Ừ, rồi đồ hoành luôn. Cây này to lắm nha anh em. Hoành nó 17. 17 hoành. Rồi H13 em giao lưu với mọi người 500.000. 500.000. Rồi tiếp theo H14. Cộng đế lực sĩ. Trời ơi trời. Em coi cộng đế nè ha. Đế ít nhưng mà đế cộng to. Đó, nè, nằm giữ giữ trong này, trong cộng này không nghe nè. Đây nè. Bành bành bành. Nằm trong chậu nè, cắt chậu cho thấy đế nha. Hoành của nó là 18,5. Chiều cao là 28. H14 em giao lưu với mọi người 600.000. Rồi 600.000 thôi anh em ơi. H15. H15. À, quá trời cũ luôn.
bao ship luôn em ơi. Cái này là linh sam sông Hinh nha mọi người. Này là H16. Quá trời bộ đế nữa. Rất là đẹp luôn em ơi. Rồi, quanh luôn. Quanh đó là 19. Quanh 19. Chiều cao là 25. Chiều cao 25. Rồi, H này là H16. Em giao lưu với mọi người 600.000. H16, 600.000. Tiếp theo là H17. H17. Quá trời cũ luôn này ơi. Mấy cái này là bao già luôn. Già của nó là vậy nha mọi người. Đế nơm luôn. Hoành nó 24. Cao là 20. Rồi H17 như lưới mọi người 500.000 bao xuyên. Rồi H17 500.000. H18. 18. Rồi hoành luôn. Đế quá đế luôn. Hoành nó 15. Cao nó 20. Rồi H18 em giao lưu với mọi người 400.000 em bao ship. Rồi 400.000. H19. H19. Cái này thì nó hơi ngắn ngủn. H19. Cụ đế dữ lắm dưới này luôn nè. Anh em về cắt cái tơ bớt cây nhìn ló cũ ra bành kỳ luôn. Sao này dễ sống ha. Hoành nó 22. 22 hoành. Chiều cao đó là 13. Cao 13. Em đo chỉ tới đây thôi ha. Hắc này H19. Em giao lưu với mọi người 400.000 em bao ship. Rồi 400.000 bao ship. H20. H20. Quanh 17. Chiều cao 20. Rồi H20 em giao lưu với mọi người 400.000 bao ship. Rồi mã số H20 cũng là mã số cuối cùng của clip để